nguyện đem lòng thành tín gửi theo đám mây hương phượng phất khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo. Thề trọn đời giữ đạo theo tự tánh làm lành cùng pháp giới chúng sanh cầu Phật từ gia hộ. Tâm Bồ Đề kiên cố chí tu học dừng bền xa bể khổ nguồn mê chống quay về bờ giác. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Đấng Pháp Vương vô thượng ba cõi chẳng ai bằng, Thầy giải khắp trời người cha lành chung bốn loài. Quy y tròn một niệm giúp sạch nghiệp ba kỳ, xứng dương cùng tăng thăng ức thiết không cùng tình. Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng, đạo cảm thâm khó thể nghi bàn. Lưới đế châu dí tựa đạo tràng, mười phương Phật hiện hào quang sáng ngời. Trước bảo tòa thân chúng con anh hiền, cúi đầu xin thề nguyện quy y. Chí tâm đánh lễ Nam mô Tận Hư Không Biên Pháp Giới Quá Hiện Vị Lai Thập Phương Chư Phật Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng Thường Trụ Tam Bảo. Chí tâm đánh lễ Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngư Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Chí tâm đánh lễ Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Xâm pháp giới ở đầu tràng mười ở phương hiện thành nay bao kiếp ở tường chư Phật đó biết ngọn ở hương chi thiền pháp thân toàn thể hiện tiền chính minh hương nguyện phước liền ban cho Nam mô hương dân cái Bồ Tát Nam mô hương dân cái Bồ Tát Nam mô hương dân cái Bồ Tát Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo Nam mô thập phương
thường tu tam bảo. Quy lại đấng tam giới tôn, quy mạng cùng mười phương Phật. Con nay phát nguyện rộng, thọ trì 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà. Trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ tam đầu, nếu có kẻ thấy nghe đều phát lòng bồ đề, hết một bao thân này sanh qua cõi cực lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật pháp thầm sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe đặng chuyên trì tông, nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Phật nói 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà. Khi Ngài còn là Pháp Tạng Tỳ Kheo, nguyện thứ nhất khi tôi thành Phật, trong nước tôi không có ngục hình, hai loài ngạ quỷ súc sanh không bao giờ có sanh thành nơi đây. Tôi nguyện không được như vậy, thầy không thành Phật, lời này không sai. Nguyện thứ hai, nhân dân trong nước đều hóa sanh từ chính phẩm liên, nương theo nguyện lực tinh chuyên, đến khi thọ mạng sanh liền nở hoa. Nguyện thứ ba, hóa ra vật thực, nhiều thứ ngon khỏi phải tìm cầu. Dùng xong vật dùng liền thâu, không cần phải rửa phải lao nhập nhằn. Nguyện thứ tư, y phục mỗi ngày, muốn bao nhiêu áo mũ dép dài, tại đều quá đủ trưng bày. Khỏi mua khỏi giặt khỏi mai cực lòng. Nguyện thứ năm, thành trì bát ngát, nhiều lâu đài cung điện nguy nga, bãi hàng cây bao đơm hoa hương thơm ngào ngạt tỏa ra nhẹ nhàng. Nguyện thứ sáu, tình mến tương giao, không sáng tham giúp đỡ lẫn nhau, không lời qua lại trước sau, không ganh không ghét thương nhau vô vàng. Nguyện thứ bảy, nhân dân trong nước không có lòng uế trượt dâm ô, cũng không có tiếng tục thô, cùng là nông dân hồ đồ ngu si. Nguyện thứ tám, chuyên trì chánh niệm, nhớ điều hay điều dở bỏ đi. Nếu ai muốn nói chuyện gì, người kia hiểu ý tức thì khỏi phân. Nguyện thứ chính, chỉ nghe điều thiền, có hơi đâu nghĩ chuyện giống dài. Chuyện tâm tu niệm hằng ngày, rồi ra nghiệp chương dứt ngay không còn. Nguyện thứ mười, biết thân này quyền, thì không nên tham luyến thế gian. Khổ thay trần thế không an, xin đừng tham đắm vô vàng điêu linh.
nguyện mười một trời người tuy khác, hình dung đồng một sắc vàng y. Người người nghiêm chỉnh phương phi, mặt mày đẹp đẽ không chi sánh bằng. Nguyện mười hai tinh văn duyên giác, nhờ chuyên cần tu tập hành thiền, cho đến động vật nhân tiên, chứng quả duyên giác tinh văn không lường. Nguyện mười ba dân số Phật đàn, không còn có số tính ra cho bằng. Nhiều như số các sông Hằng, tại an dưỡng quốc khó phân khó lường. Nguyện mười bốn sống đời trường thọ, cảnh thanh nhàn hương thọ tự nhiên. Không sao tính được vận niên, sống lâu vô lượng vô biên đời đời. Nguyện mười lăm hướng lạc an nhàn, trọn sống đời cực lạc cao sang. Như người vượt thoát trần gian lậu hoặc, dứt hết lạc bán vui dày. Nguyện mười sáu thanh tịnh trang nghiêm, hẳn xa lìa vọng tưởng triền miên. Sống đời tịch tịnh an nhiên, niết bàn hiện hiện chân nguyên tỏ bài. Nguyện mười bảy thực hành đạo cả, suốt đêm ngày rầm rã độ sinh. Thiết tha nói pháp tụng kinh, hoằng khai Phật đạo công trình hơn ai. Nguyện mười tám biết được kiếp trước, hãy vừa sanh vào cõi nước tôi. Người người rõ chuyện xa xôi, trăm ngàn muôn kiếp qua rồi đều thông. Nguyện mười chín cái thấy thông suốt, dân chúng tôi có thể xa trong. Toàn thể vũ trụ mênh mông, rõ ràng trước mặt đều không trở ngại. Nguyện hai mươi cái nghe rõ ràng, ở phương xa chư Phật nói kinh. Thái đều nghe rõ âm thanh, nghìn muôn ức cõi như hình đâu đây. Nguyện hăm mốt biết rõ tâm người, cách ngăn ngàn thế giới xa xăm. Chúng sanh vừa mới mong tâm, dân tôi đều biết không nhầm mãi may. Nguyện hăm hai thông giống tử tài, nhưng tận đâu chẳng nải đường xa. Chỉ trong khoảnh khắc vượt qua mười phương các cõi, như là dạo chơi. Nguyện hăm ba công đức vui mừng, khen ngợi tôi đại chúng đầm thanh. Phát tâm vui vẻ hiền lành, lâm chung sẽ được quá sanh sen vàng. Nguyện hăm bốn quang minh chiếu diều, nơi đánh tôi rực rỡ vô ngần. Sáng hơn nhật nguyệt muôn lần, luôn luôn tỏ rạng khó phân đêm ngày. Nguyện hăm lâm hào quang trói loài, đến tận nơi các cõi u minh. Chư thiên cho đến bàn sinh, thấy hào quang sáng tự mình quy y. Nguyện hăm sau quang minh cảm quang, khắp mười phương các cõi nhân dân. Hào quang chiếu đến bản thân, từ hòa tâm tánh hơn dân cõi trời. Nguyện hăm bảy vạn sanh tịnh độ, cho những người giữ giới ăn chay. Đến những ai thiền định đêm ngày, khi nào mang báo thân này tôi và thanh chúng đông đầy. Phong quang tiếp dẫn lên hai sen vàng, nguyện hăm tám trời người các cõi. Nghe danh tôi trần thiết quy hoàng, ngày đêm tưởng niệm dây gian. Người ấy sẽ được lạc bán sanh về, nguyện hâm chính chúng sanh cách còi. Nếu dập lòng ra khỏi bên mây, tên tôi mười niệm không hề sao lãng, chánh niệm được về Tây Phương.
cử những kẻ tánh tình ngộ nghịch, cùng những người bán Phật Pháp Tăng. Ra vào tập tánh hung hăng, các đọa địa ngục muôn năm thọ hình. Nguyện ba mươi mọi điều như ý, tiếp trước đây tạo nghiệp không lành. Hôm nay phát nguyện tu hành Tây Phương Cực Lạc, cầu sanh dễ dàng. Nguyện bấm mốc mọi người cung kính, nghe tên tôi đảnh lễ cúng dường. Người đó sẽ được dễ dàng trời người kính nể quy hàng Tăng Dương. Nguyện bấm hai sanh làm nam giới, những đàn bà con gái trên đời. Phát tâm tính niệm danh tôi, thân sao sẽ khỏi luân hồi nữ nhi. Nguyện bấm ba chứng liền đạo quả, bậc nhất sanh bổ sư chứng liền. Lại còn những vị siêu nhiên, muốn sanh cõi khác tôi liền giúp cho. Giúp cho hạnh nguyện phổ huyền, tịch diệt phạm hạnh cần chuyên thi hành. Rồi ra giao qua chúng sanh, chứng nên Phật quả viên thành nguyện xưa. Nguyện bấm bốn nhân dân trong nước, muốn sanh về cõi khác độ sanh. Nếu không như nguyện cũng không, đọa ba đường giữ thoát dần trầm luân. Nguyện bấm lâm các hàng Bồ Tát, muôn cúng dường chư Phật những đâu. Hương hoa anh lạc trân châu, mang đi khắp cả vừa hầu bữa ăn. Nguyện bấm sau được như ý nguyện, nếu ước muốn mọi vật có liền. Đưa đi khắp cả các miền, cúng dường chư Phật về liền chưa trưa. Nguyện bấm bảy thông minh trí huệ, hàng Bồ Tát phúng tụng các kinh. Liền được trí huệ thông minh, diễn dương chánh pháp tài tình cao siêu. Nguyện bấm tám biến tài vô ngày, chư tôn Bồ Tát huệ sáng ngời. Giảng kinh thuyết pháp khắp nơi, biến tài vô ngày không người sanh phân. Nguyện bấm chính nhân dân trong nước, ba mươi hai tướng tốt trang nghiêm. Kim cang thần lực vô biên, in như chư Phật kim thân sáng ngời. Nguyện bốn mươi quốc độ trang nghiêm, trăm cây bao muốn xem chư Phật. Mười phương các cõi ở xa, hiện hiện trước mặt như là xoay gương. Nguyện bốn một mọi đường công đức, Bồ Tát nào chưa được hoàn toàn, có thể biết được đạo tràng bày cao cho đến bốn ngàn vô tha. Nguyện bốn hai người vật khôn lường, quốc độ tôi độ vật chúng sinh. Mỗi người mỗi vật tình minh, dù chứng thiên nhãn chẳng nhìn hết đâu. Nguyện bốn ba mọi người trong nước, chỉ mong cầu nghe được pháp kinh. Tự nhiên có sẵn âm thanh, không cần mời thỉnh theo tình thế gian. Nguyện bốn bốn Bồ Tát thanh văn, trong nước tôi trí huệ quái linh. Trên đảnh có ánh quang minh, biển tài nói pháp in hình thế tôn. Nguyện bốn lăm mười phương Bồ Tát, nghe tên tôi phát nguyện quy y. Lại thêm thiền định hành trì, liền được giải thoát không gì vướng ngăn. Nếu chi muôn cúng dường chư Phật, trong khoảnh khắc khắp cả các phương. Đường xa tuy khó đo lường, nương nhờ thần lực trên đường thân dân. Nguyện bốn sáu chữ tôn Bồ Tát, ở phương xa tinh tấn tu hành.
tam muội giải thoát chính sống thường thấy chưa Phật số đông không lường nguyện bốn bài dân số đông dày hàng hàng lớp lớp về đây tu hành người người nguyện thỏa vô sanh vào hàng bất thối viên thành nơi đây nguyện bốn tám hoàn thành pháp nhẫn người người đều thành khẩn quy y hoàn thành nguyện lớn một khi nhất nhị tam nhẫn hành trì luôn luôn pháp tạng phát nguyện vừa xong mười phương các cõi thấy đồng hân quang hương hoa kỳ nhạc lộng tàn cung dường giáo chủ lạc bán di đàn nam mô liên trì hải hội phật bồ tát nam mô liên trì hải hội phật bồ tát nam mô liên trì hải hội phật bồ tát kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa khi ngài Quán Tự Tại Bồ Tát thực hành sâu xa pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa ngài soi thấy năm quận đều không qua hết thải khổ ách này ông xa lợi Phật sắc chẳng khác không không chẳng khác sắc sắc tức là không không tức là sắc thọ tưởng hành thức cũng đều như thế này ông xá lợi phật tướng không của mọi pháp không sanh không diệt không dơ không sạch không thêm không bớt nên trong chân không không có sắc không có thọ tưởng hành thức không có mắt tai mũi lưỡi thân ý không có sắc thinh hương vị xúc pháp không có nhãn giới cho đến không có ý thức giới không có vô minh cũng không có cái hết vô minh cho đến không có già chết cũng không có cái hết già chết không có khổ tập diệt đạo không có trí huệ cũng không có chứng đắc vì không có chỗ chứng đắc nên Bồ Tát tùy theo Bát Nhã Ba La Mật tâm không ngăn ngại vì không ngăn ngại nên không sợ hãi xa hẳn điên đạo mộng tưởng đạt tới cứu cánh niết bàn chư Phật trong ba đời cũng y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa là đại thần chú là đại minh chú là vô thượng chú là vô đẳng đẳng chú trừ được hết thải khổ chân thật không hư vì vậy liền nói chú Bát Nhã Ba La Mật Đa ít đệ ba la ít đệ ba la tăng ít đệ bồ đề tát ba ha bài tông tán cuộc hồng trần xoay dần qua ngắn kiếp phù sanh tụ tan mây lâm hồi người đời có biết chăng ngôi thân người tuy có đồi hoàng không chim bao kêu khuấy lạ lùng mơ màng trong một giấc nồng mà chi làm cho buồn ba thế nay hình dung mới đó bữa nay đâu rồi khi nào đứng đứng ngồi ngồi bây giờ thiếm thiếp như chồi cây khô khi nào du lịch giang hồ bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài khi nào lượt dắt trăm cài bây giờ gửi xác ra ngoài gò quan khi nào trâu ngọc chút vàng bây giờ một nắm xương tàn lạnh tanh
khi nào mắt đẹp mày thanh, bây giờ thấy dạng thấy hình là đâu. Khi nào lên gác xuống lầu, bây giờ một nắm cỏ sầu xanh xanh. Khi nào liệt liệt quanh quanh, bây giờ một cành tan tành gió mưa. Khi nào ngựa lọc xe lừa, bây giờ mây rước trắng đưa mơ màng. Khi nào ra trướng vào màn, bây giờ nhà cửa xóm làng cách xa. Khi nào mẹ mẹ cha cha, bây giờ bông nuôi cách xa muôn trùng. Khi nào vợ vợ chồng chồng, bây giờ trăng khuyết còn mong chi tròn. Khi nào cháu cháu con, bây giờ hai ngã nước non xa vời. Khi nào cốt nhục vẹn mười, bây giờ la hiếu nhìn tươi vui gì. Khi nào bạn hữu sum dày, bây giờ chén rượu cuộc kỳ vắng thiêu. Cái thân như tất bóng chiều, như chùm bọt nước phập phiều ngoài khơi. Xưa ông Bành Tổ sống đời, 800 tuổi thọ nay thời còn đâu. Sang mà đến bậc thông hầu giàu, mà đến bậc bấy lâu thạch sùng. Nghèo mà đôi khát lạnh lùng khổ, mà tấp cháy da phòng trần ai. Phù du sớm tôi một mai, giàu sang cũng phát xác xài cũng dông. Thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chung một gò. Biển trần nhiều nỗi gai go, mau mau nhẹ góp qua đò sông mê. Sự đời nên chán nên chê, tầm nơi giải thoát mà về mới khôn. Dông hồn ơi hỡi dông hồn, mà cuộc đời nay biển mây còn tỉnh chưa. Tỉnh rồi một giấc say xưa, sẽ xin niệm Phật mà đưa hồn về. Hồn về cực lạc nước kia, cho xa hang quỷ mà lìa kiếp ma. Nhờ ơn Đức Phật Di Đà phóng ra một ngọn chói lòa hào quang. Trong khi tiếp dẫn rõ ràng, dắt hồn đã khỏi sáu đàn nghiệp nhân. Quán Âm Bồ Tát vui mừng tay, cầm nhành liễu tay đứng kim đài. Với cùng thế chi các ngài, cũng đều quyên thỉnh lên ngay sen vàng. Có bào cây, có tràng phan, có mùi hương lạ, có đàn ngọc xây. Có trời cách cõi tuy tùy, có đàn có trăm nước đi một đường. Rước về đến cạnh Tây Phương, có ảo thất bảo, có hương ngũ phần. Lưu ly có đất sáng ngần, ma ni có nước trong tầng trải quanh. Lưu ly có đất sáng ngần, ma ni có nước trong tầng chảy quanh. Thất căn có bảy lớp thành, bảy hàng cây báo, bảy dành lưới châu. Có ngân cát, có kim lầu, có chim nói pháp nhiệm màu dễ nghe. Nghe rồi tỏ đạo bồ đề, bao nhiêu nghiệp chướng hồn mây dứt liền. Đã sanh về chính phẩm sen, mấy tay cũng xây, mấy duyên cũng tròn. Phật như thể mẹ tìm con mà gặp mẹ lại còn lo chi. Lậu vàng đài các thiếu gì, ăn thì cơm ngọc, mặc thì áo châu. Không ơn không oán không sầu, không già không chết có đâu luân hồi. Tánh xưa nay đã tỏ rồi, gương xưa rày đã lâu chùi trần ô. Tu hành phải đợi kiếp mô, nguồn tình biển ai đã khô bao giờ. Lửa mà phải ngộ thiền cơ, mà đèn trí huệ dễ lờ đi đâu. Mấy lời hộ niệm trước sau, nguyện cho thành Phật mau mau nữa mà.
phân thân ra cõi ta bà, từ bi tiếp độ những là chúng sanh. Phúng kinh công đức thù thắng hành, vô biên thân phước giai hồi hương. Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh, tóc vàng vô lượng quang Phật sát. Nguyện tiêu tam chứng trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ chân minh liễu. Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ, thế thế thường hành Bồ Tát đạo. Nguyện sanh Tây Phương tịnh độ tung, cửu phẩm liên hoa di phụ mẫu. Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, phật tối Bồ Tát di bạn lữ. Nguyện dị thử công đức phổ cập mư nhất thiết, ngã đặng giữ chúng sanh giai cẩm thành Phật đạo. Từ quy Phật đương nguyện chúng sanh, thể giai đại đạo phát vô thượng tâm. Từ quy Pháp đương nguyện chúng sanh, thâm nhập kinh tàng trí huệ như hải. Từ quy tăng đường nguyện chúng sanh, thông lý đại chúng nhất thiết vô ngại. Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương phượng, phất khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo. Thề trọn đời giữ đạo theo tự tánh làm lành, cùng pháp giới chúng sanh cầu Phật tự gia hộ. Tâm Bồ Đề kiên cố chí tu học dừng, bền xa bể khổ nguồn mê chống quay về bờ giác. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Đấng pháp vương vô thượng ba cõi chẳng ai bằng, thầy giải khắp trời người cha lành chung bốn loài. Quy y tròn một niệm giúp sạch nghiệp ba kỳ, xứng vương cùng tan thang ức kiếp không cùng tận. Phật chúng sanh tánh thường rầm lặng, đạo cảm thâm khó thể nghi bàn. Lưới đế châu dí tựa đạo tràng mười phương, Phật hiện hào quang sáng ngời. Trước bảo tòa thân chúng con anh hiền, cúi đầu xin thệ nguyện quy y. Chí tâm đảnh lễ Nam mô Tận hư không biên pháp giới, quá hiền vị lai thập phương chư Phật. Tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ Tam Bảo. Chí tâm đảnh lễ Nam mô Ta Bà giáo chủ điều ngư bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật đại trí văn thù sư Lợi Bồ Tát đại hạnh phổ hiền Bồ Tát. Hộ pháp chư tôn Bồ Tát linh sơn hội thượng Phật Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật đại bi. Quán Thế Âm Bồ Tát đại thế chí Bồ Tát đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát.
thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát. Xâm pháp giới đầu tràng mười phương hiện thành, nay bao kiếp tường chư Phật rõ biết ngọn hương chi thiền. Pháp thân toàn thể hiện tiền chứng minh, hương nguyện phước liền ban cho. Nam mô hương dân cái Bồ Tát. Nam mô hương dân cái Bồ Tát. Nam mô hương dân cái Bồ Tát. Nam mô thập phương thường độ tam bảo. Nam mô thập phương thường tụ tam bảo. Nam mô thập phương thường tụ tam bảo. Quy lại đấng tam giới tôn, quy mãn cùng mười phương Phật. Con nay phát nguyện rộng thọ trì 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà. Trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ tam đồ, nếu có kẻ thấy nghe đều phát lòng Bồ Đề. Hết một bao thân này sanh qua cõi cực lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật pháp thầm sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe đặng chuyên trì tông, nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Phật nói 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà. Khi Ngài còn là pháp tạng tỳ kheo, nguyện thứ nhất khi tôi thành Phật, trong nước tôi không có ngục hình, hai loài ngạ quỷ súc sanh không bao giờ có sanh thành nơi đây. Tôi nguyện không được như vậy, thầy không thành Phật lời này không sai. Nguyện thứ hai nhân dân trong nước đều hóa sanh từ chính phẩm liên,
nương theo nguyện lực tinh chuyên, đến khi thọ mạng sen liền nở quang. Nguyện thứ ba hóa ra vật thực, nhiều thứ ngon khỏi phải tìm cầu. Dùng xong vật dùng liền thâu, không cần phải rửa phải lao nhập nhằn. Nguyện thứ tư phục mỗi ngày, muốn bao nhiêu áo mũ dép dày, tại đều quá đủ trưng bày. Khỏi mua khỏi giặt khỏi mai cực lòng. Nguyện thứ năm thành trì bát ngát, nhiều lâu đài cung điện nguy nga, bãi hàng cây bao đơm hoa hương thơm ngào ngạt tỏa ra nhẹ nhàng. Nguyện thứ sáu tình mến tương giao, không sáng tham giúp đỡ lẫn nhau, không lời qua lại trước sau, không ganh không ghét thương nhau vô vàng. Nguyện thứ bảy nhân dân trong nước, không có lầm uế trượt dâm ô, cũng không có tiếng tục thô cùng là nông dân hồ đồ ngu si. Nguyện thứ tám chuyên trì chánh niệm, nhớ điều hay điều dở bỏ đi. Nếu ai muốn nói chuyện gì người kia hiểu ý tức thì khỏi phân. Nguyện thứ chính chỉ nghe điều thiền, có hơi đâu nghĩ chuyện giống dài. Chuyện tâm tu niệm hằng ngày rồi ra nghiệp chương dứt ngay không còn. Nguyện thứ mười biết thân này quyền, thì không nên tham luyến thế gian. Khổ thay trần thế không an, xin đừng tham đắm vô vàng điêu linh. Nguyện mười một trời người tuy khác, hình dung đồng một sắc vàng y. Người người nghiêm chỉnh phương phi, mặt mày đẹp đẽ không chi sánh bằng. Nguyện mười hai tinh văn duyên giác, nhờ chuyên cần tu tập hành thiền. Cho đến động vật nhân tiên, chứng quả duyên giác tinh văn không lường. Nguyện mười ba dân số Phật đàn, không còn có số tính ra cho bằng. Nhiều như số cách sông Hằng, tại an dưỡng quốc khó phân khó lường. Nguyện mười bốn sống đời trường thọ, cảnh thanh nhàn hương thọ tự nhiên. Không sao tính được vận niên, sống lâu vô lượng vô biên đời đời. Nguyện mười lăm hương lạc an nhàn, trọn sống đời cực lạc cao sang. Như người vượt thoát trần gian lậu hoặc, dứt hết lạc bán vui dày. Nguyện mười sáu thanh tịnh trang nghiêm, hẳn xa lìa vọng tưởng triền miên. Sống đời tịch tịnh an nhiên, niết bàn hiện hiện chân nguyên tỏ bài. Nguyện mười bảy thực hành đạo cả, suốt đêm ngày rầm rã độ sinh. Thiết tha nói pháp tụng kinh, hoành khai Phật đạo công trình hơn ai. Nguyện mười tám biết được kiếp trước, hãy vừa sanh vào cõi nước tôi. Người người lo chuyện xa xôi, trăm ngàn muôn kiếp qua rồi đều thông. Nguyện mười chín cái thấy thông suốt, dân chúng tôi có thể xa trong. Toàn thể vũ trụ bên mông, rõ ràng trước mặt đều không trở ngại. Nguyện hai mươi cái nghe rõ ràng, ở phương xa chư Phật nói kinh. Thái đều nghe rõ âm thanh, nghìn muôn ức cõi như hình đâu đây. Nguyện hai mươi mốt biết
rõ tâm người cách ngăn ngàn thế giới xa xăm chúng sanh vừa mới mong tâm. Dân tôi đều biết không nhầm mãi mãi nguyện hành hai thông giống tự tài. Nhưng tận đâu chẳng nải đường xa, chỉ trong khoảnh khắc vượt qua mười phương các cõi như là dạo chơi. Nguyện hâm ba công đức vui mừng khen ngợi tôi đại chúng đồng thanh, phát tâm vui vẻ hiền lành. Lâm chúng sẽ được quá sanh sen vàng, nguyện hâm bốn quang minh chiếu diệu. Nơi đánh tôi rực rỡ vô ngần, sáng hơn nhật nguyệt muôn lần, luôn luôn tỏ rạng khó phân đêm ngày. Nguyện hâm lâm hào quang trói loài, đấng tận nơi các cõi u minh. Chư thiên cho đến bàn sinh, thấy hào quang sáng tự mình quy y. Nguyện hâm sao quang minh cảm quang, khắp mười phương các cõi nhân dân. Hào quang chiếu đến bản thân, từ hòa tâm tánh hơn dân cõi trời. Nguyện hâm bảy giảng sanh tịnh độ, cho những người giữ giới ăn chay. Đến những ai thiền định đêm ngày, khi nào mang báo thân này tôi và thanh chúng đông đầy. Phong quang tiếp dẫn lên hai sen vàng, nguyện hâm tám trời người các cõi. Nghe danh tôi trần thiết quy hoàng, ngày đêm tưởng niệm dây gian. Người ấy sẽ được lạc bán sanh về, nguyện hâm chính chúng sanh các cõi. Nếu dốc lòng ra khỏi bên mây, tên tôi mười niệm không hề sao lãng chánh niệm được về Tây Phương. Trừ những kẻ tánh tình ngộ nghịch, cùng những người bán Phật Pháp Tăng. Ra vào tập tánh hung hăng, chắc đọa địa ngục muôn năm thọ hình. Nguyện ba mươi mọi điều như ý, kiếp trước đây tạo nghiệp không lành. Hôm nay phát nguyện tu hành Tây Phương Cực Lạc cầu sanh dễ dàng. Nguyện bấm mốc mọi người cung kính, nghe tên tôi đảnh lễ cúng dường. Người đó sẽ được dễ dàng trời người kính nể quy hàng tăng dương. Nguyện bấm hai sanh làm nam giới, những đàn bà con gái chẳng đời. Phát tâm tính niệm danh tôi, thân sau sẽ khỏi luân hồi nữ nhi. Nguyện bấm ba chứng liền đạo quả, bậc nhất sanh bổ sư chứng liền. Lại còn những vị siêu nhiên, muốn sanh cõi khác tôi liền giúp cho. Giúp cho hạnh nguyện phổ huyền, tịch diệt phạm hạnh cần chuyên thi hành. Rồi ra giao qua chúng sanh, chứng nên Phật quả viên thành nguyện xưa. Nguyện bấm bốn nhân dân trong nước, muốn sanh về cõi khác độ sanh. Nếu không như nguyện cũng không, đọa ba đường giữ thoát dầm trầm luân. Nguyện bấm lâm các hàng Bồ Tát, muôn cúng dường chư Phật những đâu. Hương hoa anh lạc trân châu mang đi khắp cả vừa hầu bữa ăn. Nguyện bấm sau được như ý nguyện, nếu ước muốn mọi vật có liền. Đưa đi khắp cả các miền, cúng dường chư Phật về liền chưa trưa. Nguyện bấm bảy thông minh trí huệ, hàng Bồ Tát phúng tụng các kinh. Liền được trí huệ thông minh, diễn dương chánh pháp tài tình cao siêu. Nguyện bấm tám biến tài vô ngày,
chư tôn Bồ Tát huệ sáng ngời, giảng kinh thuyết pháp khắp nơi, biện tài vô ngại không người sanh phân. Nguyện bẩm chính nhân dân trong nước, 32 tướng tốt trang nghiêm, kim cang thần lực vô biên, in như chư Phật kim thân sáng ngời. Nguyện 40 quốc độ trang nghiêm, trong cây bao muôn xem chư Phật, 10 phương các cõi ở xa hiện hiện trước mặt như là xoay gương. Nguyện 41 mọi đường công đức, Bồ Tát nào chưa được hoàn toàn, có thể biết được đạo tràng bày cao cho đến 4000 vô tha. Nguyện 42 người vật khôn lường, quốc độ tôi độ vật chúng sinh, mỗi người mỗi vật tình minh, dù chứng thiên nhãn chẳng nhìn hết đâu. Nguyện 43 mọi người trong nước, chỉ mong cầu nghe được pháp kinh, tự nhiên có sẵn âm thanh, không cần mời thỉnh theo tình thế gian. Nguyện 44 Bồ Tát thanh danh, trong nước tôi chỉ huệ quái linh, trên đảnh có ánh quang minh, biển tài nói pháp in hình thế tôn. Nguyện 45 mười phương Bồ Tát nghe tên tôi phát nguyện quy y, lại thêm thiền định hành trì liền được giải thoát, không gì vướng ngăn. Nếu chi muôn cũng dường chư Phật, trong khoảnh khắc khắp cả các phương, đường xa tuy khó đo lường, nương nhờ thần lực trên đường thâm dâm. Nguyện 46 chữ tôn Bồ Tát, ở phương xa tinh tấn tu hành, tam muội giải thoát chính sống, thường thấy chư Phật số đông không lường. Nguyện 47 dân số đông dày, hàng hàng lớp lớp về đây tu hành, người người nguyện thỏa vô sanh, vào hàng bất thối viên thành nơi đây. Nguyện 48 hoàn thành pháp nhẫn, người người đều thành khẩn quy y, hoàn thành nguyện lớn một khi, nhất nhị tam nhẫn hành trì luôn luôn. Pháp tạng phát nguyện vừa xong, mười phương các cõi thấy đồng thanh quang, hương hoa kỳ nhạc lộng tàn, cung dường giáo chủ Lạc Bán Di Đàn. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát, Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát, Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa, khi ngài Quán Tự Tại Bồ Tát thực hành sâu xa pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa, ngài soi thấy năm quận đều không, qua hết thải khổ ách. Này ông Xa Lợi Phất, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ tưởng hành thức cũng đều như thế. Này ông Xá Lợi Phất, tướng không của mọi pháp, không sanh không diệt, không dơ không sạch, không thêm không bớt, nên trong chân không, không có sắc, không có thọ tưởng hành thức, không có mắt tai mũi lưỡi thân ý, không có sắc thinh hương vị xúc pháp, không có nhãn giới, cho đến không có ý thức giới, không có vô minh, cũng không có cái hết vô minh, cho đến không có già chết, cũng không có cái hết già chết,
không có khổ tập diệt đạo, không có trí huệ, cũng không có chứng đắc, vì không có chỗ chứng đắc. Nên Bồ Tát thì theo Bát Nhã Ba La Mật tâm không ngăn ngại, vì không ngăn ngại nên không sợ hãi, xa hẳn điên đạo mộng tưởng đạt tới cứu cánh niết bàn. Chư Phật trong ba đời cũng y theo Bát Nhã Ba La Mật đã được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, nên biết Bát Nhã Ba La Mật đã là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, trừ được hết thải khổ chân thật không hư. Vì vậy liền nói chú Bát Nhã Ba La Mật Đa, ít đây ít đệ ba la, ít đây ba la tăng, ít đây Bồ Đề Tát Bà A. Bài Tông Tán. Cuộc hồng trần xoay dần qua ngắn, kiếp phù sanh tụ thanh mây lâm hồi. Người đời có biết chăng ngôi, thân người tuy có rồi hoàng không. Chim bao kheo khuấy lạ lùng, mơ màng trong một giấc nồng mà chi. Làm cho buồn ba thế nay, hình dung mới đó bữa nay đâu rồi. Khi nào đứng đứng ngồi ngồi, bây giờ thiếm thiếp như chồi cây khô. Khi nào du lịch giang hồ, bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài. Khi nào lượt dắt trăm cài, bây giờ gửi xác ra ngoài gò quan. Khi nào trâu ngọc chút vàng, bây giờ một nắm xương tàn lạnh tanh. Khi nào mắt đẹp mày thanh, bây giờ thấy dạng thấy hình là đâu. Khi nào lên gác xuống lầu, bây giờ một nắm cỏ sầu xanh xanh. Khi nào liệt liệt quanh quanh, bây giờ một trận tan tành gió mưa. Khi nào ngựa lọc xe lừa, bây giờ mấy rước trắng đưa mơ màng. Khi nào ra trướng giàu màn, bây giờ nhà cửa xóm làng cách xa. Khi nào mẹ mẹ cha cha, bây giờ bông nuôi cách xa muôn trùng. Khi nào vợ vợ chồng chồng, bây giờ trăng khuyết còn mong chi tròn. Khi nào cháu cháu con, bây giờ hai ngã nước non xa vời. Khi nào cốt nhục vẹn mười, bây giờ la hiếu nhận tươi vui gì. Khi nào bạn hữu sum dày, bây giờ chén rượu cuộc kỳ vắng thiêu. Cái thân như tất bấm chiều, như chùm bọt nước phập phiều ngoài khơi. Xưa ông bành tổ sống đời, 800 tuổi thọ nay thời còn đâu. Sang mà đến bực tông hầu, giàu mà đến bực bấy lâu thạch sùng. Nghèo mà đôi khát lạnh lùng, khổ mà tóc cháy da phòng trần ai. Phù du sớm tối một mai, giàu sang cũng phát xác xài cũng dông. Thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chung một gò. Biển trần nhiều nỗi gây go, mau mau nhẹ gót qua đò sân mê. Sự đời nên chán nên chê, tầm nơi giải thoát mà về mới khôn. Dông hồn ơi hỡi dông hồn, cuộc đời nãy biển mây còn tỉnh chưa. Tỉnh rồi một giấc say xưa, sẽ xin niệm Phật mà đưa hồn về. Hồn về cực lạc nước kia, cho xa hang quỷ mà lìa kiếp ma.
nhờ ơn Đức Phật Di Đà phóng ra một ngọn chói lòa hào quang. Trong khi tiếp dẫn rõ ràng dắt hồn ra khỏi sáu đàn nghiệp nhân, Quán Âm Bồ Tát vui mừng tay cầm nhành liễu tay bưng kim đài. Với cùng thế chi các ngài cũng đều khuyên thỉnh lên ngay sen vàng. Có bào cây, có tràng phan, có mùi hương lạ, có đàn ngọc xây. Có trời cách cõi tuy tùy, có đàn có trăm nước đi một đường. Lướt về đến cạnh Tây Phương, có ảo thất bảo, có hương ngũ phần. Lưu ly có đất sáng ngần, ma ni có nước trong tầng trải quanh. Lưu ly có đất sáng ngần, ma ni có nước trong tầng trải quanh. Thất căn có bảy lớp thành, bảy hàng cây báo, bảy vành lưới châu. Có ngân cát, có kim lầu, có chim nói pháp nhiệm màu dễ nghe. Nghe rồi tỏ đạo bồ đề, bao nhiêu nghiệp chướng hồn mây dứt liền. Đã sanh về chính phẩm sen, mấy tay cũng xây, mấy duyên cũng tròn. Phật như thể mẹ tìm con mà gặp mẹ lại còn lo chi. Lậu vàng đài cát thiếu gì, ăn thì cơm ngọc, mặc thì áo châu. Không ơn không oán không sầu, không già không chết có đâu luân hồi. Tánh xưa nay đã tỏ rồi, gương xưa rày đã lâu chùi trần ô. Tu hành phải đợi kiếp mô, nguồn tình biển ấy đã khô bao giờ. Lửa mà phải ngộ thiền cơ, mà đèn trí huệ dễ lờ đi đâu. Mấy lời hộ niệm trước sau, nguyện cho thành Phật mau mau nữa mà. Phân thân ra cõi ta bà, từ bi tiếp độ những là chúng mơ sanh. Phúng kinh công đức thù thân hành, vô biên thân phước giây hồi hương. Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh, tóc vàng vô lượng quang Phật sát. Nguyện tiêu tam chúng trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ chân minh liễu. Phổ nguyện tội chương tất tiêu trừ, thế thế thường hành Bồ Tát đạo. Nguyện sanh Tây Phương tịnh độ tung, cửu phẩm liên hoa di phụ mẫu. Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, Phật tối Bồ Tát di bạn lữ. Nguyện dị tử công đức phổ cập mư nhất thiết, ngã đặng giữ chúng sanh giai cộng thành Phật đạo. Từ quy Phật đương nguyện chúng sanh thể giai đại đạo, phát vô thượng tâm. Từ quy Pháp đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải. Từ quy tăng đương nguyện chúng sanh thông lý đại chúng, nhất thiết vô ngại. Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương phượng, phất khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo. Thề trọn đời giữ đạo theo tự tánh, làm lành cùng pháp giới chúng sanh, cầu Phật từ gia hộ.
Tâm Bồ Đề kiên cố, chí tu học vững bền, xa bể khổ nguồn mê, chóng quay về bờ giác. Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Đấng Pháp Vương vô thường ba cõi chẳng ai bằng, thầy giải khắp trời người cha lành chung bốn loài. Quy y tròn một niệm dứt sạch nghiệp ba kỳ, xứng dương cùng tan thang ức kiếp không cùng tận. Phật chúng sanh tánh thường rầm lặng, đạo cảm thông khó thể nghi bàn. Lưới đế châu dí tựa đạo tràng, mười phương Phật hiện hào quang sáng ngời. Trước bảo tòa thân chúng con anh hiền, cúi đầu xin thề nguyện quy y. Di tâm đảnh lễ Nam mô Thần hư không biên pháp giới, quá hiền vị lai thập phương chư Phật. Tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo. Chí tâm đảnh lễ Nam mô Ta Bà giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đương lai hạ sanh Di Lặc tôn Phật, đại trí văn thù sư Lợi Bồ Tát, đại hạnh phổ hiền Bồ Tát, hộ pháp chư tôn Bồ Tát, linh sơn hội thượng Phật Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Đại Bi, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Tâm pháp giới ở đầu tràng, mười ở phương hiện thành, mây bao kiếp ở tường chư Phật, rõ biết ngọn ngờ hương chi tiền. Pháp thân toàn thể hiện tiền chứng minh, hương nguyện phước liền ban cho. Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát, Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát, Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát, Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Quy lại Đấng Tam Giới Tôn, quy mãn cùng mười phương Phật.
con nay phát nguyện rộng thọ trì 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà. Trên đền bốn ân nặng, dưới túi khổ tam đầu, nếu có kẻ thấy nghe đều phát lầm bồ đề, hết một bảo thân này sanh qua cõi cực lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật pháp thầm sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe đặng chuyên trì tông, nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Phật nói 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà. Khi Ngài còn là Pháp Tạng Tỳ Kheo, nguyện thứ nhất khi tôi thành Phật, trong nước tôi không có ngục hình, hai loài ngạ quỷ súc sanh không bao giờ có sanh thành nơi đây. Tôi nguyện không được như vậy, thầy không thành Phật, lời này không sai. Nguyện thứ hai, nhân dân trong nước đều hóa sanh từ chính phẩm liên, nương theo nguyện lực tinh chuyên, đến khi thọ mạng sen liền nở hoa. Nguyện thứ ba, hóa ra vật thực, nhiều thứ ngon khỏi phải tìm cầu. Dùng xong vật dùng liền thâu, không cần phải rửa phải lau nhập nhằn. Nguyện thứ tư, y phục mỗi ngày, muốn bao nhiêu áo mũ dép dài, thải đều quá đủ trưng bày. Khỏi mua khỏi giặt khỏi mai cực lòng. Nguyện thứ năm, tành trì bát ngát, nhiều lâu đài cung điện nguy nga, bãi hàng cây bao đơm hoa hương thơm ngào ngạt tỏa ra nhẹ nhàng. Nguyện thứ sáu, tình mến tương giao, không sang tham giúp đỡ lẫn nhau, không lời qua lại trước sau, không ganh không ghét thương nhau vô vàng. Nguyện thứ bảy, nhân dân trong nước không có lầm uế trượt dâm ô, cũng không có tiếng tục thô cùng là nông dân hồ đồ ngu si. Nguyện thứ tám, chuyên trì chánh niệm, nhớ điều hay điều dở bỏ đi. Nếu ai muốn nói chuyện gì, người kia hiểu ý tức thì khỏi phân. Nguyện thứ chín, chỉ nghe điều thiền, có hơi đâu nghĩ chuyện giống dài. Chuyện tâm tu niệm hằng ngày, rồi ra nghiệp chương dứt ngay không còn. Nguyện thứ mười, biết thân này quyền, thì không nên tham luyến thế gian. Khổ thay trần thế không an, xin đừng tham đắm vô vàng điêu linh. Nguyện mười một, trời người tuy khác, hình dung đồng một sắc vàng y. Người người nghiêm chỉnh phương phi, mặt mày đẹp đẽ không chi sánh bằng.
nguyện mười hai tinh văn duyên giác, nhờ chuyên cần tu tập hành thiền, cho đến động vật nhân tiên, chứng quả duyên giác tinh văn không lường. Nguyện mười ba dân số Phật đàn, không còn có số tính ra cho bằng, nhiều như số các sông Hằng, tại an dưỡng quốc khó phân khó lường. Nguyện mười bốn sống đời trường thọ, cảnh thanh nhàn hương thọ tự nhiên, không sao tính được vận niên, sống lâu vô lượng vô biên đời đời. Nguyện mười lăm hương lạc an nhàn, trọn sống đời cực lạc cao sang, như người vượt thoát trần gian, lậu hoặc dứt hết lạc bán vui dày. Nguyện mười sáu thanh tịnh trang nghiêm, hẳn xa lìa vọng tưởng triền miên, sống đời tịch tịnh an nhiên, niết bàn hiện hiện chân nguyên tỏ bài. Nguyện mười bảy thực hành đạo cả, suốt đêm ngày rầm rã độ sinh, thiết tha nói pháp tụng kinh, hoằng khai Phật đạo công trình hơn ai. Nguyện mười tám biết được kiếp trước, hãy vừa sanh vào cõi nước tôi, người người lo chuyện xa xôi, trăm ngàn muôn kiếp qua rồi đều thông. Nguyện mười chín cái thấy thông suốt, dân chúng tôi có thể xa trong, toàn thể vũ trụ bên mâm, rõ ràng trước mặt đều không trở ngại. Nguyện hai mươi cái nghe rõ ràng, ở phương xa chư Phật nói kinh, thấy đều nghe rõ âm thanh, nghìn muôn ức cõi như hình đâu đây. Nguyện hai mươi mốt biết rõ tâm người, cách ngăn ngàn thế giới xa xăm, chúng sanh vừa mới mong tâm, dân tôi đều biết không nhầm mãi may. Nguyện hâm hai thâm giống tử tài, nhưng tận đâu chẳng nại đường xa, chỉ trong khoảnh khắc vượt qua mười phương các cõi như là dạo chơi. Nguyện hâm ba công đức vui mừng khen ngợi tôi, đại chúng đồng thanh phát tâm vui vẻ hiền lành, lâm chung sẽ được quá sanh sen vàng. Nguyện hâm bốn quang minh chiếu diệu, nơi đảnh tôi rực rỡ vô ngần, sáng hơn nhật nguyệt muôn lần, luôn luôn tỏ rạng khó phân đêm ngày. Nguyện hâm lâm hào quang chói loài, đến tận nơi các cõi u minh, chư thiên cho đến bàn sinh, thấy hào quang sáng tự mình quy y. Nguyện hâm sau quang minh cảm quang, khắp mười phương các cõi nhân dân, hào quang chiếu đến bản thân, từ hòa tâm tánh hơn dân cõi trời. Nguyện hâm bảy giảng sanh tịnh độ, cho những người giữ giới ăn chay, đến những ai thiền định đêm ngày, khi nào mang báo thân này tôi và thanh chúng đông đầy, phong quang tiếp dẫn lên hai sen vàng. Nguyện hâm tám trời người các cõi, nghe danh tôi trần thiết quy hoàng, ngày đêm tưởng niệm dây gian, người ấy sẽ được lạc bán sanh về. Nguyện hâm chính chúng sanh các cõi, nếu dốc lầm ra khỏi bên mây, tên tôi mười niệm không hề sao lãng, chánh niệm được về Tây Phương. Trừ những kẻ tánh tình ngộ nghịch, cùng những người bán Phật Pháp Tăng, ra vào tập tánh hung hăng, chắc đọa địa ngục muôn năm thọ hình.
nguyện ta mới mọi điều như ý, kiếp trước đây tạo nghiệp không lành. Hôm nay phát nguyện tu hành Tây Phương Cực Lạc cầu sanh dễ dàng. Nguyện bấm mốc mọi người cung kính, nghe tên tôi đảnh lễ cúng dường. Người đó sẽ được dễ dàng trời người kính nể quy hàng tăng dương. Nguyện bấm hai sanh làm nam giới, những đàn bà con gái chân đời. Phát tâm tính niệm danh tôi, thân sao sẽ khỏi luân hồi nữ nhi. Nguyện bấm ba chứng liền đạo quả, bậc nhất sanh bổ sư chứng liền. Lại còn những vị siêu nhiên muốn sanh cõi khác, tôi liền giúp cho. Giúp cho hạnh nguyện phổ huyền, tịch diệt phạm hạnh cần chuyên thi hành. Rồi ra giao qua chúng sanh, chứng nên Phật quả viên thành nguyện xưa. Nguyện bấm bốn nhân dân trong nước, muốn sanh về cõi khác độ sanh. Nếu không như nguyện cũng không, đọa ba đường giữ thoát dầm trầm luân. Nguyện bấm lâm các hàng Bồ Tát, muôn cũng dường chư Phật những đâu. Hương hoa anh lạc trân châu mang đi khắp cả vừa hầu bữa ăn. Nguyện bấm sau được như ý nguyện, nếu ước muốn mọi vật có liền. Đưa đi khắp cả các miền, cúng dường chư Phật về liền chưa trưa. Nguyện bấm bảy thông minh trí huệ, hàng Bồ Tát phúng tụng các kinh. Liền được trí huệ thông minh, diễn dương chánh pháp tài tình cao siêu. Nguyện bấm tám biến tài vô ngày, chư tôn Bồ Tát huệ sáng ngời. Giảng kinh thuyết pháp khắp nơi, biển tài vô ngày không người sanh phân. Nguyện bấm chính nhân dân trong nước, nơ 32 tướng tốt tràn nghiêm. Kim cang thần lực vô biên, in như chư Phật kim thân sáng ngời. Nguyện 40 quốc độ trang nghiêm, trăm cây bao muốn xem chư Phật. Mười phương các cõi ở xa, hiện hiện trước mặt như là xoay gương. Nguyện 41 mọi đường công đức, Bồ Tát nào chưa được hoàn toàn, có thể biết được đạo tràng bày cao cho đến 4000 vô tha. Nguyện 42 người vật khôn lường, quốc độ tôi độ vật chúng sinh. Mỗi người mỗi vật tình minh, dù chứng thiên nhãn chẳng nhìn hết đâu. Nguyện 43 mọi người trong nước, chỉ mong cầu nghe được pháp kinh. Tự nhiên có sẵn âm thanh, không cần mời thỉnh theo tình thế gian. Nguyện 44 Bồ Tát thanh danh, trong nước tôi trí huệ quái linh. Trên đảnh có ánh quang minh, biển tài nói pháp in hình thế tôn. Nguyện 45 mười phương Bồ Tát, nghe tên tôi phát nguyện quy y. Lại thêm thiền định hành trì, liền được giải thoát không gì vướng ngăn. Nếu chi muôn cũng dường chư Phật, trong khoảnh khắc khắp cả các phương. Đường xa tuy khó đo lường, nương nhờ thần lực trên đường thăm dông. Nguyện 46 chữ tôn Bồ Tát, ở phương xa tinh tấn tu hành. Tam muội giải thoát chính sanh, thường thấy chữ Phật số đông không lường. Nguyện 47 dân số đông dày, hàng hàng lớp lớp về đây tu hành.
người người nguyện thoả vô sanh, vào hàng bất thối viên thành nơi đây. Nguyện bốn tám hoàn thành pháp nhẫn, người người đều thành khẩn quy y. Hoàn thành nguyện lớn một khi, nhất nhị tam nhẫn hành trì luôn luôn. Pháp tạng phát nguyện vừa xong, mười phương các cõi thấy đồng hành quang. Hương hoa kỳ nhạc lòng tàn, cung dường giáo chủ lạc bán di đàn. Nam mô liên trì hải hội Phật Bồ Tát, Nam mô liên trì hải hội Phật Bồ Tát, Nam mô liên trì hải hội Phật Bồ Tát. Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa. Khi ngài Quán Tự Tại Bồ Tát thực hành sâu xa pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa, ngài soi thấy năm quận đều không, qua hết thải khổ ách. Này ông Xa Lợi Phất, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ tưởng hành thức cũng đều như thế. Này ông Xá Lợi Phất, tướng không của mọi pháp, không sanh không diệt, không dơ không sạch, không thêm không bớt, nên trong chân không. Không có sắc, không có thọ tưởng hành thức, không có mắt tai mũi lưỡi thân ý. Không có sắc thinh hương vị xúc pháp, không có nhãn giới, cho đến không có ý thức giới. Không có vô minh, cũng không có cái hết vô minh, cho đến không có già chết, cũng không có cái hết già chết. Không có khổ tập diệt đạo, không có trí huệ, cũng không có chứng đắc, vì không có chỗ chứng đắc. Nên Bồ Tát thì theo Bát Nhã Ba La Mật, tâm không ngăn ngại. Vì không ngăn ngại nên không sợ hãi, xa hẳn đi đạo mộng tưởng, đạt tới cứu cánh niết bàn. Chư Phật trong ba đời cũng y theo Bát Nhã Ba La Mật đã được đạo quả vô tưởng chánh đẳng chánh giác. Nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, trừ được hết thải khổ, chân thật không hư. Vì vậy liền nói chú Bát Nhã Ba La Mật Đa, ít đế ít đế ba la, ít đế ba la tăng, ít đế bồ đề tát ba la. Bài tông tán cuộc hồng trần xoay dần qua ngắn, kiếp phù sanh tụ thanh mây lâm hồi. Người đời có biết chăng ôi, thân người tuy có đồi hoàng không. Chim bao kheo khuấy lạ lùng, mơ màng trong một giấc nồng mà chi. Làm cho buồn ba thế nay, hình dung mới đó bữa nay đâu rồi. Khi nào đứng đứng ngồi ngồi, bây giờ thiếm thiếp như chồi cây khô. Khi nào du lịch giang hồ, bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài. Khi nào lượt dắt cầm cài, bây giờ gửi sách ra ngoài gò quan. Khi nào trao ngọc chút vàng, bây giờ một nắm xương tàn lạnh tanh. Khi nào mắt đẹp mày thanh, bây giờ thấy dạng thấy hình là đâu. Khi nào lên gác xuống lầu, bây giờ một nắm cỏ sầu xanh xanh. Khi nào liệt liệt quanh quanh, bây giờ một
cành tan tành gió mưa. Khi nào ngựa lập xe lừa, bây giờ mây rước trắng đưa mơ màng. Khi nào ra trướng giàu màn, bây giờ nhà cửa xóm làng cách xa. Khi nào mẹ mẹ cha cha, bây giờ bông nuôi cách xa muôn trùng. Khi nào vợ vợ chồng chồng, bây giờ trăng khuyết còn mâm chi tròn. Khi nào cháu cháu con, bây giờ hai ngã nước non xa vời. Khi nào cốt nhục vẹn mười, bây giờ la héo nhành tươi vui gì. Khi nào bạn hữu sum vầy, bây giờ chén rượu cuộc kỳ vẫn thiêu. Cái thân như tất bấm chiều, như chùm bọt nước phập phiều ngoài khơi. Xưa ông bành tổ sống đời, 800 tuổi thọ nay thời còn đâu. Sang mà đến bực tông hầu giàu, mà đến bực bấy lâu thạch sùng. Nghèo mà đôi khát lạnh lùng khổ, mà tóc cháy da phong trần ai. Phù du sớm tôi một mai, giàu sang cũng phát xác xài cũng dông. Thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chung một gò. Biển trần nhiều nỗi gây go, mau mau nhẹ gót qua đò sân mê. Sự đời nên chán nên chê, tầm nơi giải thoát mà về mới khôn. Dông hồn ơi hỡi dông hồn, cuộc đời nay biển mây còn tỉnh chưa. Tỉnh rồi một giấc say xưa, sẽ xin niệm Phật mà đưa hồn về. Hồn về cực lạc nước kia, cho xa hang quỷ mà lìa kiếp ma. Nhờ ơn Đức Phật Di Đà phóng ra một ngọn chói lòa hào quang. Trong khi tiếp dẫn rõ ràng, dắt hồn ra khỏi sáu đàn nghiệp nhân. Quán Âm Bồ Tát vui mừng, tay cầm nhành liễu tay bưng kim đài. Với cùng thế chi các ngài, cũng đều khuyên thỉnh lên ngai sen vàng. Có bào cây có tràng phan, có mùi hương lạ có đàn ngọc xây. Có trời cách cõi tuy tùy, có đàn có trăm nước đi một đường. Rước về đến cạnh Tây Phương, có ảo thất bảo có hương ngũ phần. Lưu ly có đất sáng ngần, ma ni có nước trong tầng trải quanh. Lưu ly có đất sáng ngần, ma ni có nước trong tầng trải quanh. Thất căn có bảy lớp thành, bảy hàng cây báo bảy dành lưới châu. Có ngân cát có kim lầu, có chim nói pháp nhiệm màu dễ nghe. Nghe rồi tỏ đạo bồ đề, bao nhiêu nghiệp chứng hồn mây dứt liền. Đã sanh về chính phẩm sen, mấy tay cũng xây mấy duyên cũng tròn. Phật như thể mẹ tìm con mà gặp mẹ lại còn lo chi. Lậu vàng đài cát thiếu gì, ăn thì cơm ngọc, mặc thì áo châu. Không ơn không oán không sầu, không già không chết có đâu luân hồi. Tánh xưa nay đã tỏ rồi, gương xưa rày đã lâu chùi trần ô. Tu hành phải đợi kiếp mô, nguồn tình biển ai đã khô bao giờ. Lửa mà phải ngộ thiền cơ, mà đèn trí huệ dễ lờ đi đâu. Mấy lời hộ niệm trước sau, nguyện cho thành Phật mau mau nữa mà. Phân thân ra cõi ta bà, từ bi tiếp độ những là chúng sanh. Phúng kinh công đức thù thân hành, vô biên thân phước giai hồi hương.
Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh, tóc vàng vô lượng quang Phật sát, nguyện tiêu tam chúng trừ phiền não. Nguyện đắc trí huệ chân minh liễu, phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ, thế thế thường hành Bồ Tát đạo, nguyện sanh Tây phương tịnh độ trung. Cửu phẩm liên hoa di phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Phật thối Bồ Tát di bạn lữ, nguyện dị tử công đức phổ cập mư nhất thiết, ngã đặng giữ chúng sanh giai cẩm thành Phật đạo. Từ quy Phật đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. Từ quy Pháp đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải. Từ quy tăng đường nguyện chúng sanh thông lý đại chúng, nhất thiết vô ngại.